Xin chào tất cả các bạn. Ngay sau khi bước chân qua khỏi cửa khẩu Pa Bét thì hình ảnh ấn tượng đầu tiên là những chiếc xe túc túc. Nhưng đây không phải là những chiếc xe túc túc bình thường mà là những chiếc xe nào cũng gắn đầy những cái biển quảng cáo về cửa bảng trực tuyến đó. Đây điển hình đây là một chiếc này, các bạn có thể nhìn thấy. Và ở xung quanh đây thì rất là nhiều những casino. Mình sẽ review qua những cái casino này và nếu được mình sẽ tìm hiểu xem là những casino này hoạt động như thế nào, lượng khách Việt Nam hoặc hay là khách Campuchia, lý do tại sao mà casino đặt ngay tại sát cửa khẩu như vậy. Thật là không đi không biết Đồ Sơn, đi rồi mới biết vẫn hơn Đồ Nhà các bạn ơi. Hơn ở đây là hơn ở những băng rôn quảng cáo về những cái vấn đề đỏ đen này đây các bạn thấy đây. Ở Việt Nam thì không thể kiếm ra những cái quảng cáo đại loại như thế này mọc lên khắp đường phố được. Và một điều thú vị mình nhận thấy là những bảng quảng cáo này chủ yếu là được viết bằng tiếng Việt, không phải viết bằng tiếng Anh nhé. Điều đó cho thấy là khách hàng chủ yếu là chỉ nhắm vào người Việt. Về vị trí đặt những cái casino và về những cái hình thức quảng cáo, đây là Las Vegas Sun, một nơi đang tiếp tục xây dựng. Có một câu chuyện khá bất ổn mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Chuyện là khi nãy mình tiếp cận đoàn xe túc túc, mình rất là muốn hỏi chuyện một trong những anh lái xe túc túc đấy. Cuối cùng thì mình bị đuổi các bạn ạ, không thể tiếp cận và hỏi chuyện được. Đó thì câu chuyện mình mới tiếp xúc hello xin chào thôi. Gặp một anh đấy cũng biết người Cam nhưng mà cũng biết nói tiếng Việt một ít các bạn. Mình mới hỏi chuyện được hai câu là có mấy anh đồng nghiệp đứng ở gần đấy, một nhóm đứng gần đấy rút điện thoại ra gọi cho ai mình không biết. Mình thì không biết tiếng Cam, tiếng Anh mình không biết. Mình nghe phong phanh đâu là Việt Nam, Việt Nam, camera Việt Nam. Mình cảm thấy bất ổn, mình cũng vọt luôn các bạn ơi. Đứng đấy đôi khi là sẽ xảy ra những cái chuyện đáng tiếc ngay cổng casino luôn. Rất là nhiều casino các bạn ạ. Mình dạo vòng quanh thì thấy không dưới chục cái casino như thế này. Có lẽ là mình sẽ đi hỏi chuyện một vài người dân xung quanh đây, tìm người nào biết chút ít về tiếng Việt để mình hỏi thăm thêm về những câu chuyện của thị xã Pa Bét và những casino này và những góc khuất của Campuchia. Casino Naga phải không? Naga Minh nè, có cho vô là bắt. Minh vô được bắt. Vậy là anh bắt. Như anh không vô được hả? Không được. Nhưng không. Mà em vô được không? Được. Là mình phải xuất trình giấy tờ gì họ cho vô? Việt Nam gì Thái gì ta vô được. Minh vô được nó bắt. Bắt luôn. Vậy mình ra nước mại vô được, mình ra nước mại lại vô được. Vậy mình đóng giả làm nước ngoài vô được. Vô được. Dạ, mà ở trong vô có được ta bắt. Sao lại không cho người mình đánh nhỉ? Không. Làm ra phải cho người ta chơi chứ. Không có cho. Bắt đi à, không chơi ngay à, bắt đi à. Vậy là anh cũng không được vào đấy luôn. Được, ta không có cho vô. Để vô mà có giấy passport, nó không có. Mình có giấy chứng minh là đi gà, mình có giấy passport vô được. Vậy mình lấy passport người khác là vô được. Coi ta coi hình mình không có khác nhau, ta sao cho vô. Không có khác nhau. Tôi cầm passport. Như vậy là mình nói chuyện anh ấy thì thật sự là người dân Campuchia, người dân sở tại không được bước chân vào những casino đấy các bạn. Những casino xây dựng ra hoành tráng như vậy nhưng lại không cho người dân người ta ra. Mục đích
điển hình ở đây xây dựng ngay sát biên giới, ngay sát cửa khẩu, vậy thì khách nước ngoài ở đây thực chất chỉ là người Việt Nam mà thôi. Có thể là một lượng tiền của người dân Việt Nam tuồn qua đây không ít, bởi vậy mới sinh ra cái cầu xoắn nợ ở Gò Dầu ấy các bạn. Thì thị trấn Gò Dầu thì đấy, mình đi qua mình nghe thấy cầu Gò Dầu mình cũng khá ngạc nhiên. Khi về mình sẽ review cây cầu đấy cho các bạn xem. Và mình chạy trên đường này thì mình thấy người ta đi mô tô, xe máy, người dân căn bản là không cần phải đội mũ bảo hiểm các bạn ạ. Đi đầu trần rất là nhiều. Những người dân chạy Honda không cần phải đội mũ bảo hiểm như bên Việt Nam. Xe có thể chở 3, chở 4 và người điều khiển không cần có một chiếc mũ bảo hiểm. Khi mà các bạn sang đây du lịch thì các bạn rất dễ tìm gặp được những người nói tiếng Việt. Có thể là một số người Việt, có thể là người Cam, người ta biết nói tiếng Việt, người ta kéo nhau tập trung về đây để buôn bán sinh sống, phục vụ người Việt Nam. Chuyện thì khoảng 5 người thì sẽ có 3 người nói được tiếng Việt. Có người thì chỉ nói được chút ít thôi. Nhưng những cái câu chào hỏi giao tiếp căn bản đa phần là nói được. Nên nếu như các bạn có ý định du lịch sang đây thì sẽ gặp thuận lợi, khá nhiều thuận lợi trong việc giao tiếp. Lượng tiền của người Trung Quốc đầu tư vào những đặc khu kinh tế như thế này chủ yếu là để xây dựng những khu phức hợp và những cái công trình có lợi cho túi tiền của họ. Chứ còn những cái công trình phúc lợi cho người dân thì người ta đầu tư vào ít sinh lời, không có lợi thì người ta sẽ không làm. Thì cũng là lần đầu tiên mình đi du lịch sang đây nên là cũng thấy vui. Mọi thứ đều mới lạ đối với mình. Có thể là các bạn sang nhiều không thấy lạ, nhưng mình rất là muốn đi rong như thế này, cứ rong trên đường phố như thế này để tìm hiểu những điều mới lạ ở một đất nước, có thể nói là đất nước hàng xóm của mình, nhưng mà tới bây giờ mình mới có điều kiện đi sang bên này du lịch đấy. À, như vậy là video của mình cũng xin kết thúc ở đây, bởi vì lịch trình của mình còn đi Phnom Penh nữa. Thì hôm nay mình cũng chỉ tìm hiểu sơ sơ vậy thôi. Mình hẹn với các bạn là, hứa với các bạn là chuyến về mình sẽ có một chuyến tìm hiểu sâu hơn, và mình sẽ
thâm nhập vào một trong những casino ở đây để tìm hiểu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hành trình của mình còn rất dài, các bạn theo dõi kênh mình nhé.